Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đầu tư Thịnh Vượng. Phiên đầu tuần, thị trường gặp cái áp lực rung lắc điều chỉnh nhẹ. Ngoại trừ nhóm thép, chứng khoán và một số mã cổ phiếu ngân hàng nhỏ, thì đa số mã cổ phiếu đều bị điều chỉnh trong phiên ngày hôm nay. Điều này là dễ hiểu khi hiện tại thị trường đang tiệm cận kháng cự 1.300. Đây là vùng đỉnh mà nhiều lần trước đó thị trường chưa vượt được. Vậy sắp tới nhóm ngân hàng có hỗ trợ thị trường vượt 1.300 hay không? Đồng thời, công ty chứng khoán nào đang nắm giữ mã cổ phiếu ngân hàng nhiều nhất được hưởng lợi thì mình sẽ chia sẻ trong video ngày hôm nay. Đầu tiên đó là về xu hướng của thị trường. Hôm nay mặc dù có áp lực bán nhưng thanh khoản đã thấp hơn so với ngày hôm qua. Cộng thêm anh chị và các bạn nhìn trên chart 1 giờ của thị trường thì mọi người sẽ thấy là có cái yếu tố là giảm trong ngắn hạn nhưng mà thanh khoản đã bị suy giảm, tức là cái lực cung nó đang dần ít lại. Vì trong quá trình thị trường đi lên thì mọi người thấy thị trường đã có một cái gap up tạo ra quanh vùng 1.280. Cái vùng này là gọi là cái gap up bỏ rơi. Tích cực nhất thì thị trường không nên gấp lại cái khoảng gap này, bởi vì nếu như thị trường lấp lại gap thì thể hiện lực cầu vẫn chưa chấp nhận vào vùng giá cao. Do đó thị trường cần tích lũy khoảng tầm thời gian 2 tuần, sau đó vượt 1.300 sẽ là đẹp nhất. Vì anh chị và các bạn để ý thì hiện tại MACD của thị trường, tức là chúng ta đang có hai đỉnh của thị trường là đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng mà MACD của thị trường lại là đỉnh sau thấp hơn so với đỉnh trước. Nếu trong thời gian sắp tới thị trường lên 1.300 không vượt được, sau đó gặp cái áp lực bán mạnh ấy và cái đường MACD cắt xuống cái đường tín hiệu ấy, thì nó sẽ có rủi ro tạo hai đỉnh. Thế nên kịch bản tích cực nhất là thị trường chưa nên vượt 1.300 luôn, vì vượt 1.300 luôn không hấp thụ lực cung rất dễ bị bán ngược lại, mà tích cực là sẽ tích lũy ở cái vùng này khoảng tầm 2 tuần, sau đó vượt thì chúng ta sẽ xóa được cái phân kỳ về RSI và MACD. Và anh chị và các bạn chú ý cho mình là nếu như trong thời gian sắp tới, nếu như mà thị trường phá vỡ vùng 1.280 thể hiện là cái lực cầu yếu và rất dễ sẽ về lại quanh 1.270 nha anh chị. Bởi vì là cái gap up này nên giữ trên cái gap này, vì đây là cái gap up bỏ rơi rất nhiều nhà đầu tư. Giữ trên được cái vùng này và tích lũy được trên cái vùng này sẽ là đẹp nhất. Còn không, nếu như mà về 1.280 mà anh chị thấy gặp cái áp lực bán lớn thì anh chị chưa vội bắt, mà nên đợi về 1.270 siết biên độ thì sau đó anh chị và các bạn tham gia sẽ là ổn hơn. Còn quay trở lại với chủ đề của video ngày hôm nay của chúng ta, đó là công ty chứng khoán nắm giữ nhiều mã cổ phiếu ngân hàng nhất. Thì đối với các công ty chứng khoán hiện tại, cái hoạt động tự doanh không phải là hoạt động kinh doanh chính của họ nữa, vì nhiều công ty đang tập trung đẩy mạnh cái mảng cho vay margin, dẫn đến dư nợ và lãi vay tại các công ty chứng khoán đang ở cái mức kỷ lục. Tuy nhiên, mình đánh giá công ty nào mà vẫn nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ngân hàng cao trong danh mục tự doanh ấy thì vẫn có thể sẽ được hưởng lợi khi mà nhóm ngân hàng tạo sóng. Mã cổ phiếu đầu tiên mà mình muốn chia sẻ cho anh chị và các bạn đó là cổ phiếu VCI. Đây là danh mục tự doanh và sẵn sàng để bán của VCI. Trong đó doanh nghiệp nắm giữ tỷ trọng cao nhất là mã cổ phiếu KDH, sau đó đến TDM, Thủ Dầu Một này, sau đó mới đến cổ phiếu MB và cổ phiếu STB. Nhìn qua về danh mục tự doanh của VCI thì anh chị thấy là nắm giữ rất là nhiều mã cổ phiếu cơ bản như là Khang Điền, như là FPT, như là PNG, như là STB và MB. Và đa số các mã cổ phiếu này đều đang có lãi rồi nha anh chị. Anh chị thấy không? Chẳng hạn như Khang Điền là đã lãi khoảng tầm là 200 tỷ rồi, Thủ Dầu Một thì cũng đã lãi hơn 100 tỷ rồi, các mã cổ phiếu khác như FPT cũng đã lãi hơn 200 tỷ. Ngoài ra thì mã cổ phiếu MB trong kỳ này nếu như MB tăng lên thì chắc chắn là cũng sẽ đem lại lợi nhuận cho VCI. Do đó mình đánh giá là không những là VCI nắm giữ Bank, MB Bank, MSTB mà doanh nghiệp còn nắm giữ nhiều mã cổ phiếu cơ bản tương đối tốt. Do đó anh chị và các bạn nào thích cái doanh nghiệp mà có tự doanh hoạt động tốt thì mọi người hoàn toàn có thể chú ý cổ phiếu VCI. Thì theo quan điểm của mình ấy là VCI là một trong những cái công ty chứng khoán mà trước đó là gặp cái thông tin về cổ đông lớn bán, thế nên anh chị thấy cổ phiếu giảm rất là mạnh. Nhưng ở giai đoạn hiện tại thì cổ phiếu đã lấy lại được cái phong độ của mình, đã có những cái cây nến tăng rất là mạnh. Anh chị và các bạn thấy là khi mà cổ phiếu xuất hiện những cái cây nến tăng mạnh như thế này thì sau đó cái thời gian sau của cổ phiếu có tích lũy thì cũng sẽ đi lên thôi. Và đối với cái cản chéo của VCI đang gặp phải thì mình đánh giá là sẽ cần thời gian, sau đó cổ phiếu sẽ vượt được cái cản chéo này. Anh chị và các bạn chú ý, hiện tại VCI đang có cái vùng này, vùng flat mây, tức là cái mây giao nhau, với cái việc mây xoắn và giao nhau như thế này thì rất dễ cổ phiếu sẽ có cái xu hướng là đảo chiều. Thì anh chị và các bạn chú ý trong thời gian tới, nếu như VCI thứ nhất là chẳng hạn như cổ phiếu lùi về lại cái biên này, đó chẳng hạn như cổ phiếu lùi lại về cái vùng này, vùng 35x này với thanh khoản thấp này, thì sau đó thanh khoản thấp không gặp cái áp lực cung thì sau đó cổ phiếu sẽ vượt lên trên cái cản chéo này luôn. Còn nếu như mà cổ phiếu không tích lũy lại mà cổ phiếu vượt luôn trên cái cản này thì rất dễ là cổ phiếu sẽ quay lại về lại cái vùng tích lũy. Thế nên anh chị và các bạn sẽ chú ý cái vùng test lại của VCI thì anh chị và các bạn hoàn toàn có thể tham khảo đối với mã cổ phiếu này, bởi vì là trong cái cơ cấu doanh thu của VCI ấy thì mọi người đợi mình một chút nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục bắt đầu nha anh chị. Cái phần cơ cấu tài sản của VCI thì mọi người sẽ thấy là trong cái phần này có cái phần tài sản sẵn sàng để bán, tức là các cái mã
cổ phiếu mà doanh nghiệp đã mua rồi và đang có lãi thì chờ để bán thì chiếm tỷ trọng tương đối cao. Do đó trong thời gian sắp tới mình đánh giá nếu như VCI mà bán những cái mã cổ phiếu này thì sẽ giúp cho doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp trong quý 4 được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Bởi vì năm trước thì doanh nghiệp chưa bán các mã cổ phiếu mà doanh nghiệp đang nắm giữ thôi, thì đến hiện tại khi thị trường khởi sắc thì công ty mới bán. Do đó VCI cũng là mã cổ phiếu mà anh chị và các bạn hoàn toàn có thể chú ý được. Cái mã cổ phiếu tiếp theo mà mình muốn chia sẻ cho anh chị và các bạn đó là mã cổ phiếu SI. SI cũng là một trong những công ty chứng khoán mà tự doanh khá là nhiều, và cái giá trị tự doanh mã cổ phiếu ngân hàng SI nắm giữ nhiều nhất đó là VBank với giá trị hơn 800 tỷ. Thì anh chị và các bạn thấy VBank ở thời gian này tăng rất là mạnh, cổ phiếu tăng hình chữ V và tăng thẳng đứng. Và khi mà VBank tăng mạnh như thế này thì cổ phiếu SI cũng đã tăng theo cổ phiếu là VBank. Thế nên ấy, nếu như anh chị và các bạn muốn đầu tư cổ phiếu SI thì anh chị và các bạn sẽ nên đợi cổ phiếu tích lũy lại, tức là chúng ta sẽ bắt cái sóng sau của SI, còn hiện tại thì không còn để mua đối với SI nữa. Vì là VBank là một cái mã cổ phiếu tăng mạnh như thế này thì trong thời gian tới khi VBank điều chỉnh thì chắc chắn cổ phiếu SI cũng sẽ điều chỉnh. Và mọi người khi đầu tư SI thì mọi người cũng chú ý cho mình thêm một cái vấn đề nữa, đó là công ty ngoài nắm giữ cổ phiếu thì sẽ do doanh nghiệp nắm giữ rất là nhiều trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi. Do đó anh chị và các bạn nào không thích những công ty chứng khoán nắm giữ trái phiếu thì chắc chắn là SI không phải cái lựa chọn tối ưu của mọi người. Còn anh chị và các bạn thoải mái hơn về cái vấn đề này thì hoàn toàn có thể theo dõi SI trong những cái vùng tích lũy ở thời gian sắp tới. Và cổ phiếu cuối cùng mình đánh giá là nắm giữ nhiều ngân hàng nhất đó là cổ phiếu HCM. Danh mục tự doanh của HCM nắm giữ tương đối là dàn trải nhiều mã cổ phiếu ngân hàng, chẳng hạn như Techcombank, VBank, ACB, STB, MBB và một số mã cổ phiếu ngân hàng khác. Ngoài ngân hàng thì HCM nắm giữ các mã cổ phiếu chẳng hạn như FPT này, FPT cũng là cái mã cổ phiếu tăng tương đối tốt, hay là MWG và HPG. Đa số các mã cổ phiếu cơ bản trong thời gian này tăng thì cổ phiếu HCM cũng có. Do đó HCM anh chị thấy là ngoài cái yếu tố là có cái thông tin là cho nhà đầu tư nước ngoài ký quỹ ấy, thì cổ phiếu này cũng là một trong những cổ phiếu tăng rất mạnh trong thời gian vừa qua vì tự doanh của HCM tốt và cái mảng cho vay của doanh nghiệp cũng đang đẩy mạnh. Anh chị và các bạn có thể nhìn vào thống kê giá trị cho vay của các công ty chứng khoán thì HCM có cái yếu tố là tăng 50% so với cùng kỳ, đó cái giá trị cho vay của HCM lên đến 50%. Ngoài là tự doanh tốt thì cho vay của doanh nghiệp cũng đang được đẩy mạnh, thế nên HCM mới là cổ phiếu khỏe như vậy. HCM cũng là một trong những mã cổ phiếu mà mình đã khuyến nghị trong thời gian trước, từ chân sóng của cổ phiếu là quanh vùng giá là 26x. Anh chị và các bạn thấy là hiện tại cổ phiếu đã lên được vùng giá là 30 và cái mức lợi nhuận đem lại của cổ phiếu HCM khi mua vùng giá 26x, tức là khi cổ phiếu mới vượt trên giảm thôi, mình đã khuyến nghị mua thì cái mức lợi nhuận hiện tại đã là khoảng tầm 17% đối với cổ phiếu HCM rồi. Thì trong thời gian tới mình đánh giá là HCM sẽ có quá trình là test đỉnh anh chị, bởi vì cổ phiếu đang gặp cái vùng đỉnh năm 2021. Đối với cái vùng đỉnh lịch sử thì thông thường các cổ phiếu sẽ cần thời gian xử lý nhanh nhất là một tháng, còn lâu hơn nhiều cổ phiếu ấy là có quá trình xử lý lên đến hàng quý. Do đó anh chị và các bạn muốn mua HCM ở thời điểm hiện tại thì anh chị và các bạn sẽ chờ những cái nhịp rũ của cổ phiếu, vì anh chị sẽ thấy là cổ phiếu về cái vùng đỉnh này thì ít nhiều sẽ cần cái thời gian tích lũy. Mọi người không nên mua khi mà cổ phiếu kéo xanh rồi, mà nên mua ở những cái vùng mà cổ phiếu ví dụ như có yếu tố pullback là MA10 hay MA20 thì anh chị và các bạn mua sẽ ổn hơn. Còn nhóm khuyến nghị của mình thì mình đã báo mua ở vùng giá 26, đã chốt lãi một phần rồi và hiện tại thì vẫn đang nắm giữ. Nếu như cổ phiếu có yếu tố sẽ bứt phá đỉnh trong thời gian tới thì mình sẽ khuyến nghị anh chị và các bạn mua gia tăng đối với cổ phiếu HCM. Thì anh chị và các bạn sẽ thấy trong video ngày hôm nay mình chia sẻ cho mọi người ba công ty chứng khoán, đó là VCI, HCM và SI. Trong đó thì anh chị chú ý những cái mã cổ phiếu chứ chẳng hạn như VCI, bởi vì VCI là mới bước vào trend tăng thì anh chị và các bạn chú ý. Ngoài ra chú ý thêm HCM nữa là để cho những cổ phiếu này có yếu tố điều chỉnh, thị trường quay về test lại 1280 thì anh chị và các bạn cân nhắc tham gia đối với những cái mã cổ phiếu này. Còn những cái mã cổ phiếu mà mình không chia sẻ trong video ngày hôm nay, tức là những cái doanh nghiệp đấy tự doanh không nhiều hoặc là doanh nghiệp đó không nắm giữ các mã cổ phiếu ngân hàng. Ví dụ như anh chị và các bạn nhìn CTS này, CTS dường như là nắm giữ ngân hàng nhưng chỉ nắm giữ EIB thôi. Ngoài ra thì các cổ phiếu tự doanh khác như HAG thì cũng đang bị điều chỉnh này, hay là GEC thì cũng đang bị điều chỉnh, do đó thì CTS tự doanh không phải tốt, hay là FTS thì tự doanh chỉ nắm giữ mình cổ phiếu May Sông Hồng thôi, nên là những cái mã cổ phiếu mình không đề cập là những cái mã cổ phiếu mà tự doanh chưa thật sự khởi sắc cũng như là doanh nghiệp đó không đẩy mạnh cái hoạt động về tự doanh. Anh chị và các bạn xem đến video đến thời điểm hiện tại, cảm thấy video hay và hữu ích, hãy ủng hộ mình một like video, một subscribe kênh để mình có động lực chia sẻ video đến mọi người nhé. Anh chị muốn đồng hành với mình trong nhóm khuyến nghị để nhận những mã cổ phiếu tiềm năng thì mọi người có thể liên hệ với mình qua Zalo, số điện thoại mình để trên màn hình. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video đến thời điểm hiện tại. Chúc mọi người đầu tư luôn thành công.